Xin chào các bạn. Khi ra mắt hệ điều hành Windows 8 thì Microsoft dường như là mở ra được một cái con đường thoát mới cho các nhà sản xuất thiết bị phần cứng. Tại sao là như vậy? Tại vì Windows Phone 8 có thể nói là tích hợp những cái công nghệ mới tân tiến nhất. Bằng chứng đó là cái việc nó là hỗ trợ hoàn toàn màn hình cảm ứng. Như vậy chúng ta đã bắt đầu xuất hiện những thiết bị chạy Windows mà nó sử dụng sẽ linh hoạt hơn. Có thể sử dụng chỉ cần một cái màn hình duy nhất, không cần bàn phím. Và chúng ta có thể sử dụng những cái thao tác tuyệt vời trên những cái màn hình này. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn bài mở hộp chiếc Asus VivoTab Smart. Là một trong những thiết bị chạy Windows 8 mà có thể nói là đều đầu tư khá là kỹ lưỡng về cả thiết kế bên ngoài cũng như là về phần cứng, phần mềm của máy. Mà chiếc máy này thì về mà phía sau nó có một số thông tin. Nghĩa là đây là phiên bản màu trắng, nó có hai màu trắng và đen và được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Tuy ở trên hộp nó ghi là mạng LTE, tuy nhiên chúng ta về Việt Nam vẫn có thể lắp SIM 3G và sử dụng bình thường. Ở phía sau nó có một số thông tin cơ bản như là camera của nó là 8 megapixel, phía sau và phía trước là 2 megapixel. Nó sử dụng vi xử lý dual core 1.8GB là vi xử lý Intel Atom và RAM của nó là 2GB. Bộ nhớ trong của máy là 64GB, nhưng có một điều các bạn cần phải lưu ý, ngay trên hộp đây nhà sản xuất đã ghi rất là rõ ràng một số bộ nhớ của nó sẽ được sử dụng cho cái hệ thống để có thể vận hành. Vì thế nên mà cái bộ nhớ mà người dùng có thể sử dụng lưu trữ chỉ rơi vào khoảng 33GB mà thôi. Như vậy là chúng ta đã mất gần 1/2 bộ nhớ trong của máy. Nhưng mà yên tâm là máy còn hỗ trợ thẻ nhớ ngoài. Nó có kết nối Wi-Fi Bluetooth 4.0 và mình sử dụng Windows 8 là phiên bản 32 bit. Và mình sẽ mở hộp chiếc máy này ra. Dường ơi, dao kéo. Chúng ta có chiếc máy tính bảng VivoTab Smart. Rất là nhẹ. Đây xem có gì nào. Cục sạc dành cho máy tính bảng. Bên trong này thì có sách sử dụng chắc chắn là phải có rồi. Không thể thiếu. Có một cái khăn để chúng ta có thể lau được màn hình của máy này. User menu này. Hướng dẫn sử dụng Windows 8 này. Và một cái dành riêng cho máy tính bảng của Asus. Trong này chúng ta có một cái chọc SIM. Rất giống với kẹp game bình thường mà hay sử dụng ở nhà. Có cáp kết nối micro USB cho cái thiết bị này. Như vậy là chắc là nó sẽ sạc qua cái cổng micro USB chứ không sử dụng cái sạc nam châm giống như là chiếc máy tính bảng của Microsoft. Về cái thiết bị này thì cầm trên tay nó khá là thoải mái. Mình thấy là nó nặng hơn so với thiết bị máy tính bảng Android, nhưng mà gần đây mà mình đã trên tay với các bạn thì nó thiết kế bốn góc của nó bo tròn. Và trên cái tờ giấy bóng này mình sẽ không bóc ra để giới thiệu các bạn một số cái vị trí mà nhà sản xuất có thông báo chúng ta biết. Cái phím nguồn của nó sẽ nằm trên đỉnh máy, được thiết kế khá là to, bấm dễ dàng. Có một cái mic ở bên trên này luôn. Phía trước là cái phím biểu tượng Home của Windows, logo của Asus và bên này là camera 2 megapixel. Nó dày chỉ là 9.7mm, như vậy là rất là mỏng rồi. Có sử dụng công nghệ góc nhìn, nó sử dụng tấm nền IPS trên cái màn hình rộng 10.1 inch và cho phép góc nhìn rộng 178 độ. Camera sau là 8 megapixel và sử dụng một công nghệ âm thanh thì crystal clear cho phép chúng ta nghe âm thanh trong và nó nghe hay hơn. Pin của nó lên đến 8.5 tiếng và sử dụng công nghệ giao tiếp NFC cho phép trao đổi dữ liệu rất là nhanh chỉ bằng một cái chạm. Bên cạnh trái này thì chúng ta có cổng kết nối HDMI, có khe cắm thẻ nhớ micro SD và khe cắm SIM. Các bạn có cái chọc SIM như đầu mình giới thiệu. Đây là cổng kết nối micro USB, có lẽ đây sẽ là cổng sạc của máy luôn. Mặt sau này thì nó có hai điểm lưu ý, nhà sản xuất có dán là không nên để nam châm hoặc là thẻ Visa ở gần. Mình không hiểu là ý nghĩa như thế nào. Có lẽ sẽ xảy ra tương tác với lại cái bên trong của máy. Bên cạnh phải chúng ta sẽ có phím tăng giảm âm lượng, cái mic thứ hai và chúng ta sẽ có một cái jack tai nghe 3.5mm có thể cắm tai nghe vào đây. Và camera của máy là 8 megapixel và đèn flash LED. Và ở đây thì các bạn lưu ý là khe cắm SIM và khe cắm thẻ nhớ chúng ta đều đẩy ra bằng một cái khay và chúng ta lắp vào. Nó thì nó sử dụng micro SIM. Về cái thiết kế của chiếc máy này thì công nhận là cầm trong tay nó khá là thoải mái. Nhất là nó mỏng so với chiếc máy tính bảng chạy Windows 8 32 bit. Và mặt sau nó làm thiết kế cong mềm mại. Tuy nhiên là màu trắng có lẽ sẽ không phải là cái màu mình lựa chọn vì cái màu này sẽ nhanh chóng bị bẩn. Nhìn nó không có tư chất là sẽ chống được bụi cho lắm. Bên cạnh này chúng ta có loa, loa ngoài của máy nằm ở phía bên hông phía sau. Về cái màn hình của nó là màn hình như mình đã nói là màn hình rộng 10.1 inch. Độ phân giải của nó là 1366x768. Sử dụng kính cường lực của Corning Gorilla Glass. Và chúng ta có thể cảm ứng đa điểm lên đến 10 điểm khác nhau trên màn hình. Và đây là giao diện khởi động. Windows 8 thì lần đầu tiên khởi động thì nó sẽ hơi lâu một chút. Chiếc máy này thì nó chạy Windows 8 chứ không phải là Windows RT. Như vậy là chúng ta có thể sử dụng đầy đủ các ứng dụng mà chúng ta xưa nay vẫn sử dụng là cái đuôi EXE, chứ không sử dụng là cái ứng dụng riêng dành cho máy tính bảng sử dụng Windows RT. Ngoài ra, chiếc máy này khi bán ra thì nó còn kèm các bạn có thể mua rời. Mua rời tức nghĩa là không được bán kèm trong hộp. Mua rời đó chính là cái bàn phím của máy. Và đây là cái bàn phím.
Các bạn thấy thông tin về bàn phím như sau. Nó có phiên bản là màu đen và đây có cổng bao gồm là chúng ta có một cái cổng kết nối hỗ trợ với lại Windows 8 và Windows RT đều có thể hoạt động được. Một cổng kết nối micro USB và mình đã có cái này là cái bảo vệ của cái bàn phím của chúng ta. Và đây mới là cái mà chúng ta cần, chính là cái bàn phím của máy. Thì các bạn nhớ là khi mà Microsoft Surface RT ấy, bán ra thì nó có hai bàn phím, một là Touch Cover và hai là Touch Cover. Touch Cover là cái bàn phím mà chúng ta bấm bàn phím nổi lên như bàn phím bình thường. Và đây chính là cái loại bàn phím đấy của chiếc nhà sản xuất Asus họ dành cho chiếc máy của mình. Có trackpad đầy đủ này, các phím bấm này, kết nối thông qua Bluetooth này, vân vân. Và bên này là một cái vỏ bảo vệ của nó, các bạn có thể đeo vào và bảo vệ cho nó gập ra gập vào được. Bên trong cái hộp mình sẽ xem là có cái gì. Bên trong hộp này thì chúng ta sẽ có cáp, cáp kết nối của nó, có lẽ có thể là sử dụng được cắm giữa cái bàn phím với lại cái máy tính của chúng ta, hoặc là các bạn sử dụng nó để sạc. Và đây là hướng dẫn sử dụng, như là cái chân kết nối này, đây đúng là nó sẽ sử dụng cái chân kết nối micro USB là các bạn sẽ sử dụng để sạc và kết nối với Windows thông qua là kết nối Bluetooth này, phím nguồn này. Và ngoài ra thì nó có thể sử dụng đa điểm này, vuốt vẽ, hoặc là chúng ta có thể sử dụng vuốt qua vuốt lại vân vân. Ở đây là cách đây sách hướng dẫn sử dụng, các bạn có thể biết là chúng ta sẽ gấp và sử dụng cái bàn phím với lại cái laptop của chúng ta như thế nào cho phù hợp. Lưu ý là không được để gần với lại nam châm, có lẽ đây sẽ ảnh hưởng đến cái cực tiếp xúc của nó. Và chiếc máy tính bảng này thì hiện nay được bán tại 7S với mức giá là 13.500.000 đồng riêng cho máy. Còn với các bạn muốn mua một bàn phím rồi, mức giá dành cho bàn phím là 3 triệu đồng. Và các bạn cảm thấy video hữu ích, đừng quên like, share với bạn bè, subscribe YouTube của chúng tôi. Và hẹn gặp lại các bạn các chương trình lần sau.